Xin chào các bạn, tôi là bác sĩ Trần Ngọc Ánh, chuyên khoa da liễu, nguyên giảng viên trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Và mụn trứng cá là một bệnh lý ngoài da rất là phổ biến. Và sau khi hết mụn trứng cá, vấn đề các bạn quan tâm là để lại những sẹo lõm và sẹo thâm. Và sau khi mụn trứng cá hết, để lại những vấn đề các bạn hay quan tâm là thâm mụn và sẹo mụn, đặc biệt là sẹo lõm. Sẹo lõm hình thành là do quá trình tái tạo bề mặt da không đầy đủ. Những trường hợp bị sẹo lõm là thường là do các bạn bị mụn rất là nặng. Và trong quá trình bị mụn trứng cá đó, các bạn hay đi nặng, đi chích, đi lễ, thành ra dễ bị sẹo lõm nhiều hơn. Có nhiều phương pháp điều trị sẹo lõm. Trước đây dân gian thường hay sử dụng nghệ tươi nè, rồi nha đam nè, trà xanh nè để điều trị sẹo lõm, nhưng tất cả các phương pháp đó đều không đem lại hiệu quả tích cực. Hiện nay có nhiều công nghệ cao để điều trị sẹo lõm. Chúng ta biết đến là phương pháp peel da, lột da, dùng axit, lăn kim, siêu mài mòn, laser và tiêm chất làm đầy để làm đầy sẹo lõm. Tuy nhiên những phương pháp đó cần phải thực hiện nhiều lần ở các cơ sở y tế có đầy đủ trang thiết bị và chi phí điều trị cũng khá là cao. Có một phương pháp điều trị sẹo lõm mà chúng ta dễ dàng thực hiện, đó là sử dụng sản phẩm thoa. Trong những sản phẩm thoa, chúng ta lựa chọn sản phẩm là dịch nhầy ốc sen. Đây là một sản phẩm rất giàu protein, có tác dụng tái tạo da và làm lành vết thương nhanh chóng, xóa nếp nhanh, do đó rất có hiệu quả trong điều trị sẹo lõm, xóa nhanh và chống lão hóa. Hôm nay tôi xin giới thiệu đến các bạn một sản phẩm có chứa tinh chất dịch nhầy ốc sen đến từ thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc Sombimi, mà trong sản phẩm có chứa tinh chất dịch nhầy ốc sen chiếm tới 88%, giúp các bạn có thể khắc phục tình trạng sẹo lõm một cách nhanh chóng. Bước thứ nhất, bước đầu tiên là bước làm sạch da. Chúng ta rửa mặt một ngày từ 2 đến 3 lần, sáng sớm, tối và trong ngày một lần nữa. Chúng ta sử dụng sữa rửa mặt Sombimi thì trong thành phần có chứa 0,5% salicylic acid, có tác dụng loại bỏ chất bẩn, dầu thừa, các tế bào chết, làm sạch làn da, ngăn ngừa những nguyên nhân hình thành mụn. Và trong thành phần có chứa phức hợp dịu da độc quyền Sombimi Trusica, có tác dụng làm dịu làn da mụn đang bị kích ứng. Và trong thành phần còn có chứa Santella Asiatica và Titilip, có tác dụng làm sạch làn da. Bước thứ hai là bước cân bằng. Đây là bước lấy lại độ pH cân bằng cho làn da, giúp cho tinh chất và những sản phẩm của các bước sau hấp thu vào làn da một cách nhanh hơn. Sản phẩm nước hoa hồng Sombimi trong thành phần có hoạt chất AHA, BHA và PHA, có tác dụng làm sạch chất bã nhờn, loại bỏ dầu thừa và tế bào chết. Còn có thêm tràm trà. Tràm trà có tác dụng sát khuẩn và làm giảm tình trạng sưng viêm. Ngoài ra còn có niacinamide 2%, giúp làm sáng da và ngăn ngừa vết thâm sau mụn. Bước thứ ba, thoa tinh chất ốc sen điều trị sẹo và thu nhỏ lỗ chân lông. Thì ngoài 88% dịch nhầy ốc sen, sản phẩm còn được bổ sung allantoin và salvia officinalis, có tác dụng tối ưu hóa hiệu quả tái tạo làn da của tinh chất dịch nhầy ốc sen, và còn kết hợp với phức hợp dịu da độc quyền Sombimi Trusica giúp làm dịu làn da của bạn. Bước 4 là bước dưỡng ẩm với kem dưỡng trị mụn Sombimi. Thì trong thành phần ngoài hoạt chất AHA, BHA và PHA, có tác dụng loại bỏ những tế bào chết và chất bã nhờn dư thừa, bổ sung thêm thành phần rau má giúp làm dịu da, củng cố hàng rào bảo vệ da, mau lành vết thương và tái tạo làn da làm nhanh chóng hơn. Ngoài ra còn bổ sung thêm tràm trà, tức là những chất này có tính chất kháng viêm, giảm mụn, cải thiện làn da đang bị kích ứng và kiểm soát bã nhờn. Bước 5, bảo vệ da bằng kem chống nắng, kiềm dầu và khô ráo Sombimi. Trong thành phần có chứa senoxid và titanioxid, đây là những thành phần chống nắng ưu việt, thân thiện với mọi làn da, có tác dụng làm dịu da, phục hồi và nuôi dưỡng những vùng da bị tổn thương, và có thể sử dụng trên những làn da nhạy cảm và đang bị kích ứng, và trong thành phần an toàn với mọi làn da. Sử dụng 100% bộ lọc khoáng nano giúp giảm thiểu vết bệt trắng ở trên da, và khi sử dụng kem chống nắng này, chúng ta cảm thấy nhẹ, thoáng, mịn màng và trong suốt ở trên làn da. Và mặc dù là kem chống nắng, kiềm dầu và điều tiết bã nhờn, nhưng mà vẫn duy trì được độ ẩm cần thiết cho làn da, vì trong thành phần có chứa dipyrrolidone và butylenedicone glycerin. Vậy thì các bạn cũng thấy là quy trình chăm sóc da rất đơn giản và nhanh chóng, phải không nào? Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và xin hẹn gặp lại các bạn ở video sau.